Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình tin nóng 24 giờ được phát trên kênh Đồng Nai 1 Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai vào lúc 19 giờ 50 đến 20 giờ 5 phút hàng ngày. Thi Kha và Hà Cang rất vui được chia sẻ thông tin cùng quý khán giả trong chương trình ngày hôm nay, tin nóng 24 giờ thứ bảy ngày 9 tháng 3 năm 2024. Chương trình sẽ có các thông tin nổi bật sau đây. Giải cứu nam thanh niên ngồi vắt vẻo trên cầu trong ngày 8 tháng 3. Bình Phước, xe đầu kéo tông ô tô 5 chỗ, một người chết, hai người bị thương. Xe tải tông xe máy, cháu bé 5 tuổi thoát chết kỳ diệu. Xôi chám đen, đặc sản thơm bùi xứ Lạng. Thưa quý vị, sáng nay, đại diện Công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã xác nhận thông tin về một vụ giải cứu người ngồi trên nóc cầu vượt bộ hành tại đường Trần Nhật Duật diễn ra trong tối qua. Theo đó, vào thời điểm trên, người dân bất ngờ phát hiện một nam thanh niên chưa rõ danh tính trèo lên nóc cầu vượt bộ hành trên đường Trần Nhật Duật, nằm giữa địa bàn hai phường Phúc Tân và Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhận thấy nam thanh niên có nhiều biểu hiện lạ và có hành vi tự gây nguy hiểm cho bản thân, người dân đã gọi lực lượng chức năng để thông báo vụ việc. Sau khi nhận được tin báo của người dân, các lực lượng bao gồm đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Hoàn Kiếm và công an các phường đã được huy động đến hiện trường. Sau một khoảng thời gian trò chuyện, thuyết phục nam thanh niên, các lực lượng chức năng đã đưa được người này xuống mặt đất an toàn. Theo công an phường Phúc Tân, sau khi được giải cứu thành công thì sức khỏe của nam thanh niên ổn định, không bị thương tích và vẫn đang trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá sới bạc, bắt giữ 26 đối tượng và nhiều tang vật có liên quan. Đây là ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp tập trung các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự ở nhiều địa phương khác đến tham gia đánh bạc. Trước đó vào chiều ngày 6 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp bắt quả tang 26 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà Trần Văn Dũng, sinh năm 1972, ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 242 triệu đồng trên chiếu bạc và nhiều tang vật khác có liên quan. Đây là ổ nhóm đánh bạc chuyên nghiệp tập trung nhiều đối tượng hình sự có nhiều tiền án tiền sự ở nhiều địa phương khác đến tham gia đánh bạc. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Chiếc xe đầu kéo tông ô tô 5 chỗ từ trong hẻm ra đường lớn khiến một người chết, hai người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khuya qua trên đường Nguyễn Huệ thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ khuya qua, tài xế Mai Việt Tùng, 39 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, điều khiển xe đầu kéo biển số 49H02783 kéo theo rơ móc biển số 49006065 lưu thông trên đường Nguyễn Huệ hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngã ba giao nhau với hẻm 115 thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, bất ngờ va chạm với xe ô tô biển số 93A12305 do ông Nguyễn Thanh Tâm, 64 tuổi, ngụ phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài điều khiển, chở theo trong xe bà Nguyễn Thị Thanh Phương, 59 tuổi, vợ ông Tâm, và bà Phạm Thị Tuyến, 50 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài, lưu thông từ trong hẻm 115 ra đường. Cú tông mạnh khiến bà Phương tử vong sau đó, hai người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu sau đó. Chiếc xe ô tô 5 chỗ hư hỏng nặng, xe đầu kéo hư hỏng phần đầu, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy, khiến cho hai mẹ con đi xe máy bị văng xuống đường. Vụ tai nạn khiến người mẹ bị thương, còn cháu bé thoát nạn một cách kỳ diệu. Theo thông tin ban đầu, vào ngày hôm qua, tài xế Nguyễn Đình Thắng, 33 tuổi, ngụ huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe ben chở vật liệu xây dựng lưu thông theo hướng huyện Buôn Đôn đi xã Ea Khuê. Khi xe tải chạy đến ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 29 với tuyến đường liên xã Ea Khiết, đoạn qua thôn 5 xã Ea Khiết, huyện Cư Mơ Ga, thì xảy ra va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Nghĩa, 45 tuổi, trú tại xã Ea Khiết, điều khiển chở theo con gái là FTTL 5 tuổi, lưu thông cùng chiều, đang cho xe rẽ trái về thôn 2, xã Ea Kiết. Cú va chạm mạnh khiến cho chị Nghĩa bị thương phải nhập viện cấp cứu, còn cháu L bị tông văng về phía trước đầu xe tải nhưng không bị thương. Cháu L sau đó đứng dậy khóc, xin mọi người cứu mẹ.
Nhằm tăng cường trật tự an toàn giao thông, từ ngày 15 tháng 3, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường xử lý các hành vi như đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ xe không đúng quy định trên đường Hoàng Minh Thảo và các cầu Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Đông Trù. Sau đó, tiếp tục nghiên cứu đánh giá nhân rộng đối với các tuyến đường khác trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Hiện tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội, khiến vỉa hè và lòng đường nhiều tuyến phố bị chiếm dụng kinh doanh, gây cảnh lộn xộn, nhếch nhác, gây ùn tắc cục bộ và mất an toàn giao thông. Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Quang Nam, 44 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bắt tạm giam. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Biên Hòa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Nam đang tàng trữ 25 gói ma túy có trọng lượng gần 68 gram, 1 cân tiểu ly, 10 nỏ thủy tinh tại phòng trọ. Qua đấu tranh, đối tượng Nam khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đã nhiều lần lên thành phố Hồ Chí Minh mua ma túy về phân lẻ sử dụng dần và bán lại cho người nghiện kiếm lời thì bị bắt. Vụ việc sau đó bàn giao để phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra theo thẩm quyền. Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai hôm nay đã xử phạt vi phạm hành chính đối với một hợp tác xã vận tải với số tiền 54 triệu vì đã vi phạm quy định giao thông đường bộ khi giao phương tiện cho người đại diện điều khiển. Cụ thể theo quyết định số 182 của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa, xử phạt vi phạm hành chính đối với hợp tác xã vận tải Hòa Phát có trụ sở chính tại khu tái định cư Long Hưng, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa vì đã thực hiện hành vi giao phương tiện cho người đại diện điều khiển phương tiện chở hàng vượt quá trọng tải khi tham gia giao thông, được ghi trong giấy phép từ 50 đến 100%. Phương tiện không có phù hiệu, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện khi tham gia giao thông. Tổng số tiền xử phạt với 3 hành vi vi phạm hành chính nêu trên là 54 triệu đồng. Ngoài ra còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bằng việc hạ tải theo đúng quy định. Năm Du lịch Quốc gia 2024 có chủ đề Vinh quang Điện Biên Phủ, trải nghiệm bất tận sẽ khai mạc ngày 16 tháng 3 tại tỉnh Điện Biên gắn với lễ hội Hoa Ban. Chương trình nghệ thuật khai mạc có chủ đề Về miền Hoa Ban, giới thiệu những nét đặc trưng tiêu biểu nhất về văn hóa các vùng miền, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch của đất nước, liên kết giữa các vùng, bản sắc văn hóa các dân tộc Điện Biên tại Bắc. Đặc biệt trong khuôn khổ các hoạt động khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2024, tỉnh Điện Biên sẽ giới thiệu sản phẩm du lịch mới, đó là show diễn thực cảnh Huyền Tích Uva, nhằm mang lại cho du khách những trải nghiệm mới lạ hấp dẫn. Show này sẽ diễn ra tại bản Uva, xã Nung Luống, huyện Điện Biên. Năm nay gắn với kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định chọn tỉnh Điện Biên là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2024. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tăng cường liên kết, tạo động lực phát triển du lịch giữa Điện Biên với các tỉnh Tây Bắc, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế, thương hiệu du lịch Việt Nam và Điện Biên trong những năm tiếp theo. Tối qua tại quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa đã diễn ra liên hoan văn hóa các dân tộc lần thứ 20 và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc với chủ đề Xuân về trên quê Thanh. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội sâu sắc, góp phần hiện thực hóa các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Liên hoan quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công đến từ 26 huyện thị thành trình diễn văn hóa đặc trưng của dân tộc mình như làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, màn trình diễn nghệ thuật xòe Thái, khèn Mông, cồng chiêng, những sáng tác mới về ca múa nhạc mang âm hưởng dân gian, ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, tình yêu thiên nhiên. Đây là dịp để các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, đua tài, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong những ngày đầu xuân mới. Thưa quý vị, khi tiết trời sang thu từ tháng 7 đến tháng 9 âm lịch, đồng bào các dân tộc Tây Nùng ở xứ Lạng lại lên rừng hái trám. Trám đen xuất hiện trong những phiên chợ vùng cao rồi theo về từng nếp nhà sàn để làm nên những món ăn ngon miệng, thơm bùi. Trám đen có thể chế biến thành nhiều món khác nhau như xôi trám, trám kho cá, nhồi thịt hay trám rim tóp mỡ, thịt ba chỉ. Thế nhưng,
Xôi trám đen là món ăn đặc trưng nhất bởi sự kết hợp tài tình giữa quả trám và gạo nếp để tạo nên một thức quà có hương vị thơm ngon béo ngậy, giản dị dân dã mà đậm đà khó quên. Trám là một loại quả tự nhiên của núi rừng xứ Lạng. Trám có hai loại, trắng và đen. Trám trắng thường để làm mứt, ô mai. Trám đen dùng làm các món kho, sốt, riêng với cá thịt. Nhưng độc đáo hơn cả là món xôi trám, đem đến cho người thưởng thức một hương vị rất riêng. Thơm bùi, béo ngậy và hơi có vị chua hăng nơi đầu lưỡi. Mùa thu hoạch trám bắt đầu từ tháng 7 âm lịch, kéo dài đến khoảng tháng 9 âm lịch, sau đó quả tự chín và rụng dần. Hai nguyên liệu quan trọng nhất trong quá trình làm xôi trám đen là gạo nếp và trám đen. Mới nghe thì ai cũng cảm thấy đơn giản, nhưng để chế biến được một món ăn chuẩn vị thì rất kỳ công. Ở đây tôi có lựa chọn gạo nếp là gạo nếp ong. Gạo nếp ong là nếp nương, hạt nếp ong rất là tròn, tròn căng, đều. Đấy, hạt nếp nương thì sẽ là ngon và thơm hơn tất cả các loại nếp khác. Còn trám thì là chọn những quả trám đen như này, có hai cái đầu nhọn như thế này để phân biệt đây là trám nếp. Nhưng mà cái đầu càng nhọn thì trám sẽ càng ngon. Lúc ngâm nước nóng, trám chín từ từ, tinh dầu trám tan vào nước có mùi thơm rất dễ chịu. Quả trám đen ỏm ngon nhất là lúc bẻ đôi, có thể tách bỏ hạt một cách dễ dàng và để lộ phần thịt trám, dậy mùi thơm ngậy ngậy, chua chua. Đặc biệt từ nguyên liệu nên món xôi trám xứ Lạng cũng cần những bí quyết riêng để làm nên một món ăn đậm đà, thơm bùi, nồng nàn hương vị vùng cao. Xôi trám của Lạng Sơn của chúng tôi rất là ngon. Vị xôi trám được quện với hạt gạo rất là ngon và xôi trám vị quả trám là vị bùi, thơm, béo ngậy. Xôi chín, mở nắp giỏ, xôi nóng hổi, thấy phảng phất mùi hương trám bùi và ngậy. Xôi trám dẻo, thơm, không dính tay, đơm ra đĩa có màu tím hồng đẹp mắt. Món xôi trám ngon nhất khi ăn cùng muối vừng, hành phi hoặc lạp sườn Lạng Sơn. Mùi thơm của hạt nếp dẻo hòa lẫn vị bùi, béo ngậy của trám rừng khi kết hợp lại tạo nên vị ngon lạ miệng, hấp dẫn, khiến người thưởng thức muốn ăn mãi không thôi. Xôi trám đen đã trở thành một món ăn hấp dẫn, ngay cả chính người Lạng Sơn và những vị khách thập phương. Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang đi đường bất ngờ lao vào gầm container khiến người xem không khỏi sợ hãi. Hình ảnh được ghi lại cho thấy một người đàn ông cởi trần đang đi bộ trên đường thì bất ngờ lao đầu vào gầm chiếc xe container vừa chạy tới. Hậu quả, người này bị bánh sau của chiếc xe cán qua người. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại. Sau khi đăng tải lên mạng, đoạn clip đã nhận về nhiều ý kiến bình luận từ phía người xem. Hình ảnh vụ tai nạn trên đường Hà Nội mới đây được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy ô tô MG màu trắng chuyển làn chéo cắt ngang đường từ bên phải vào làn trong cùng bên trái. Tuy nhiên, chiếc ô tô MG sau đó đã tông ngang xe Spander đang di chuyển ở làn trong cùng, khiến chiếc xe đứng im tại chỗ. Theo luật giao thông đường bộ quy định, trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường. Người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép. Khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn. Vâng, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tin Nóng 24 giờ. Chương trình do Phòng Thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tin Nóng 24 giờ vào ngày mai 19:50 trên kênh Đồng Nai 1, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, v.v. Quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.